Sau các trận mưa lớn, ngập lụt, các trạm bơm có vai trò quan trọng trong việc điều tiết mực nước. Tuy nhiên, do thiếu kinh phí đầu tư, hiện nhiều trạm bơm trên địa bàn huyện Phù Cừ đang xuống cấp, máy móc lạc hậu, ảnh hưởng tới quá trình tiêu thoát lũ. Huyện có 63 trạm bơm, tất cả trạm đều do xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện quản lý. Mỗi trạm có công suất trung bình khoảng 4.000 mét khối trên giờ. Tuy nhiên, đa phần các trạm bơm đều xây dựng cách đây khoảng 40 năm như trạm Vực Bồi, xã Minh Tân, trạm Hoàng Chanh, xã Minh Hoàng, trạm Ba Đông, xã Phan Xảo Nam, trạm bơm Viên Quang, xã Quang Hưng. Nhiều máy móc đã xuống cấp trầm trọng, nhà trạm hư hỏng, động cơ máy móc yếu nên thường xuyên xảy ra sự cố. Nguyên nhân do thiếu kinh phí nâng cấp cải tạo hệ thống máy móc của trạm bơm. Cái trạm nào đã xuống cấp, cái hệ số tiêu thì nhiều vùng là không đảm bảo, nhất là cái vùng là Viên Quang và Lưu Vực Cần Thượng. Cái cơn bão số 3 vừa rồi là thực tế là số máy phục vụ cho tiêu là nó không đảm bảo, thì đã phải cho tiêu nhờ sang bên chỗ trạm bơm Phương Bồ, cũng ảnh hưởng một cây trồng.